Quốc, Indonesia cũng đang tiếp tục đẩy mạnh việc nhập khẩu gạo của Việt Nam. Chính sách hỗ trợ ngư dân mua bảo hiểm được ví như là liều thuốc trợ lực giúp họ vượt qua rào cản của hiểm nguy khi đối diện với thiên tai, nhân tai. Tuy nhiên, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngư dân vẫn chưa mặn mà với việc mua bảo hiểm cho chính mình. Đây là tàu đánh cá của gia đình ông Hồ Văn Hiền. Tàu có công suất lớn, thường xuyên đi biển đánh bắt hải sản dài ngày. Tuy nhiên, tất cả những thuyền viên trên tàu không ai có bảo hiểm. Ông bảo hiểm đâu chứ, nghe nói chứ. Ông họp hoàn đâu chứ, nghe nói chứ. Thế anh đã được nghe cái bảo hiểm cho ngư dân đâu hay là chưa nghe? Dạ, cũng chưa nghe, cũng nghe nói, cũng họp hoàn đi, cũng là bên xã đâu, cũng nói đó, bé cũng chưa nghe, chưa có khẩn trương cái cảnh này đấy. Dù chi phí bảo hiểm chỉ hơn 60.000 đồng một người, nhưng hầu hết ngư dân ở Thừa Thiên Huế vẫn không mua. Lý do mà họ giải thích là vấn đề tâm linh. Ngư dân vẫn giữ quan niệm mua bảo hiểm là nhắc đến một điều gì đó không may mắn khi cho tàu thuyền ra khơi. Vì vậy, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã vận động ngư dân mua bảo hiểm, nhưng tình hình vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Chúng tôi nắm bắt tình hình như vậy, chúng tôi tăng cường chỉ đạo cho cán bộ tham mưu trên lĩnh vực là khai thác, là phải thường xuyên duy trì sinh hoạt với các tổ đội đoàn kết để tuyên truyền những chủ trương của Đảng, của nhà nước, của địa phương để bà con chúng ta có cái đổi mới cái nhận thức. Thời gian lao động của ngư dân phần lớn là ở trên những con tàu lênh đênh trên mặt nước, khó ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Điều này rất cần được cả chính quyền địa phương và ngư dân nhìn nhận một cách đúng đắn. Địa phương thì đa số đánh bắt là đánh bắt xa bờ thì ít, chỉ có đánh bắt gần bờ, mình đây là đánh bắt buổi trong một buổi đêm thì sáng về thôi. Còn đánh bắt xa bờ thì đối với đi mà xa giống như Hải Phòng vì đâu đó là vì Đà Nẵng đâu đó thì có máy tàu đó. Trong tình hình hiện nay, đời sống của ngư dân còn nhiều khó khăn nên nhiều ngư dân tìm cách cắt giảm chi phí, trong đó có việc không mua bảo hiểm. Nhưng nếu được tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời và thông tin đầy đủ về lợi ích của việc mua bảo hiểm thì hầu hết ngư dân sẽ mua bảo hiểm cho mình. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin, sáng nay đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Đại hội 18 đã bầu Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới. Một số lãnh đạo được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới, gồm ông Tập Cận Bình, 59 tuổi, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khóa 17, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông Lý Khắc Cường, 57 tuổi, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 17, Phó Thủ tướng. Ông Vương Kỳ Sơn, 64 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khóa 17, Phó Thủ tướng. Ông Trương Đức Giang, 56 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, Phó Thủ tướng. Tại phiên bế mạc Đại hội 18, các đại biểu cũng đã thông qua báo cáo chính trị do Ban chấp hành Trung ương khóa 17 đệ trình, báo cáo công tác của Ủy viên Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cũng như thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ đảng. Theo kế hoạch, Ban chấp hành Trung ương khóa 18 sẽ họp phiên đầu tiên vào sáng 15 tháng 11 và tiến hành bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11 diễn ra vào giai đoạn quyết định của việc hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Đại hội có chủ đề Dương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của lý luận Đặng Tiểu Bình, thuyết ba đại diện và quan điểm phát triển khoa học, giải phóng tư tưởng, thực hiện chính sách cải cách mở cửa, tăng cường sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cảnh báo, việc kéo dài thời gian tranh luận giữa chính phủ Mỹ và Quốc hội về các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách có thể khiến các thị trường càng thêm bất ổn và đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái. Phát biểu tại một sự kiện do tờ Nhật báo Phố Quân đứng ra tổ chức, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Geithner cho rằng nếu các nhà lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện không có thái độ hợp tác và tiếp tục kéo dài tình trạng bế tắc về tài chính như hiện nay, nền kinh tế sẽ có nguy cơ bị đẩy vào suy thoái khi các loại thuế sẽ tăng và ngân sách liên bang tự động phải cắt giảm vào ngày 1 tháng 1 năm 2013 tới. Vấn đề tranh cãi lớn nhất là việc gia hạn đạo luật giảm thuế thu nhập 2% đối với hàng chục triệu người lao động Mỹ.
Trong vấn đề này, Nhà Trắng và phe Dân Chủ chủ trương gia hạn, nhưng phải tăng thuế đối với thiểu số những người giàu nhất với mức thu nhập trên 200.000 đô một năm đối với các cá nhân và trên 250.000 đô một năm đối với các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện tuyên bố không thông qua bất kỳ thỏa thuận nào nếu bao gồm cả việc tăng thuế đối với người giàu, những người được họ xác định là nguồn tạo việc làm chính và là động lực của nền kinh tế Mỹ. Một nguy cơ nữa có thể đẩy nước Mỹ vào suy thoái là nếu Nhà Trắng và Quốc hội tiếp tục bế tắc trong các chương trình chi tiêu, thì đến tháng 1 năm tới, ngân sách của chính phủ liên bang sẽ tự động cắt giảm đồng loạt. Theo dự báo của cơ quan ngân sách Quốc hội Mỹ, cắt giảm chi tiêu kết hợp với tăng thuế sẽ khiến kinh tế Mỹ có thể suy giảm 1,3% trong nửa đầu năm 2013. Nhằm gây áp lực phe Cộng hòa, ngày 12 tháng 11, Tổng thống Obama đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng với hơn 20 nhà lãnh đạo các nghiệp đoàn, các tổng giám đốc điều hành các tập đoàn để tham khảo ý kiến về cách tốt nhất thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển và giải pháp giảm thâm hụt ngân sách. Trong khi đó, ngày 13 tháng 11, một nhóm 350 chuyên gia kinh tế hàng đầu của Mỹ đã ra một tuyên bố chung hối thúc hai bên gạt bỏ mâu thuẫn đảng phái để hợp tác giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước, trong đó có nhiều chính sách bị bế tắc do năm bầu cử 2012. Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn các nước châu Âu, lấy ngày 14 tháng 11 là ngày tổng đình công nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng đang được nhiều nước áp dụng. Người dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã đổ xuống đường biểu tình, đánh dấu cuộc tổng đình công lớn thứ hai trong năm. Ngay từ tối 13 tháng 11, các lãnh đạo và thành viên Công đoàn Tây Ban Nha đã tập trung tại quảng trường Puente del Sol biểu tình phản đối các chính sách khắc khổ mà chính phủ nước này đang áp dụng nhằm chèo lái đất nước vượt qua cơn bão nợ công. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha hai cuộc tổng đình công được tổ chức trong cùng một năm. Tình hình hiện nay có nguồn gốc từ hệ thống chính trị ở châu Âu. Chính sách mà chúng tôi đang áp dụng bị Ủy ban châu Âu áp đặt theo yêu cầu của Berlin và người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha không những phải chấp nhận mà còn phải thực thi một cách nhiệt tình. Cuộc biểu tình đã làm giao thông bị gián đoạn, các chuyến bay bị hủy bỏ và các trường học cũng phải đóng cửa. Cùng ngày, người dân Bồ Đào Nha cũng xuống đường biểu tình phản đối các chính sách mà chính phủ đưa ra, trong đó có việc cắt giảm các khoản phúc lợi xã hội, tăng thuế như một phần của kế hoạch cắt giảm chi tiêu công để nhận được gói cứu trợ trị giá 78 tỷ euro của châu Âu hồi năm ngoái. Các biện pháp này đang được áp dụng khi tình trạng suy thoái khiến đất nước không thể phát triển và tiến lên. Chúng tôi, những người công nhân, không tạo ra khủng hoảng, mà trái lại chúng tôi làm việc rất chăm chỉ và luôn luôn bị thiệt thòi. Bồ Đào Nha đang trải qua giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm 70 của thế kỷ trước, kéo theo tình trạng bất ổn trong xã hội gia tăng. Theo kế hoạch, người dân nhiều nước khác ở châu Âu, trong đó có Hy Lạp và Bỉ, cũng sẽ tham gia cuộc tổng đình công lần thứ hai trong năm này. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại khu vực Sahel, ông Romano Prodi hôm qua tuyên bố, can thiệp quân sự là một giải pháp có thể lựa chọn để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Mali. Phát biểu với giới báo chí tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, ông Prodi cho biết đã có đề xuất về việc can thiệp quân sự vào Mali và vấn đề này sẽ được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi biết rằng đã có đề xuất về can thiệp quân sự vào Mali. Rõ ràng các chính phủ và các chuyên gia từ các nước khác nhau đều đưa ra ý kiến như vậy, song cần phải có thời gian dài để chuẩn bị cho giải pháp đó. Sau khi nhận được kế hoạch chi tiết về can thiệp quân sự vào miền Bắc Mali của lãnh đạo các nước Tây Phi, Liên minh châu Phi và Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết sẵn sàng cân nhắc một nghị quyết thứ hai để dọn đường cho hành động quân sự nhằm vào quốc gia Tây Phi này. Mali rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng từ tháng 3 vừa qua, khi các binh sĩ nổi loạn lật đổ Tổng thống được bầu Amadou Toumani Touré. Tình trạng rối ren đã tạo cơ hội cho lực lượng phiến quân người Tuareg mở rộng kiểm soát ở miền Bắc và tuyên bố ly khai, lập ra nhà nước Azawad và áp đặt luật Hồi giáo Sharia. Tuy nhiên, lực lượng Tuareg sau đó đã bị các nhóm vũ trang Hồi giáo lật đổ. Hiện khu vực miền Bắc Mali đang dưới sự kiểm soát của các nhóm Ansar Dine và phong trào vì thống nhất và Jihad ở Tây Phi, được sự hậu thuẫn của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại khu vực Bắc Phi Hồi giáo. Theo thống kê của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, khoảng hơn 200.000 người dân Mali đã phải rời bỏ nhà cửa do cuộc khủng hoảng tại miền Bắc nước này. Theo kế hoạch can thiệp quân sự vừa được thông qua tại cuộc họp khẩn cấp của Cộng đồng Kinh tế Quốc gia Tây Phi hôm 11 tháng 11 tại Nigeria, một lực lượng 3.300 quân, sau đó có thể tăng lên 5.500 quân, sẽ được triển khai tại Bắc Mali trong thời hạn một năm nhằm giành lại vùng lãnh thổ bị các nhóm vũ trang chiếm đóng. Số quân tham gia chiến dịch chủ yếu từ các nước thành viên tổ chức này gồm Nigeria, Senegal, Niger, Burkina Faso, Togo và Ghana. Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua nghị quyết cho phép can thiệp vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới. Một trong những viên kim cương có bề dày lịch sử nổi tiếng thế giới mang tên gọi Hoàng tử nước Áo đã được bán với giá cao kỷ lục
trong phiên đấu giá tối qua do nhà đấu giá danh tiếng Christie tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ. Được đánh giá là một trong những viên kim cương có vẻ đẹp hoàn mỹ nhất từ trước tới nay, với kích thước tương đương một quả dâu tây lớn và nặng 76,2 carat. Sản phẩm đấu giá này đã được bán với giá 20.355 franc Thụy Sĩ, tương đương 21.480 đô la Mỹ, vượt xa mức dự kiến ban đầu của các nhà tổ chức đấu giá là khoảng 15 triệu đô la Mỹ và mức khởi điểm 8 triệu đô la Mỹ. Viên kim cương được tìm thấy tại mỏ kim cương Golconda nổi tiếng của Ấn Độ, đã từng thuộc về hoàng tử nước Áo Joseph trong những thập niên đầu của thế kỷ trước. Viên kim cương đã được bán với giá 20 triệu đô la. Đây là một giá cao kỷ lục cho đến thời điểm hiện nay của viên đá quý này. Vị chủ nhân mới được tiết lộ là một doanh nhân giàu có, sở hữu các văn phòng đại diện ở Dubai, Trung Đông và cả Geneva. Chủ cũ của viên kim cương này, chủ tịch tập đoàn đá quý Mỹ Black Star & Frost, Alfredo Molina cho biết, ông chúc mừng người đã sở hữu được viên kim cương giá trị này. Tôi rất hạnh phúc vì đã sở hữu viên kim cương trong suốt 13 năm. Hôm nay, tôi xin được chúc mừng người mua, bởi đó là người tiếp theo được sở hữu một trong những viên đá quý đẹp và có giá trị lịch sử to lớn. Các tài liệu ghi chép cho biết, vào năm 1933, viên kim cương đã được Hoàng tử Áo gửi vào Tổng ngân hàng tín dụng Hungary và người ta không còn nghe nhắc đến nó. Nhiều thập kỷ sau đó, viên kim cương đột ngột xuất hiện trở lại trong một cuộc đấu giá của Christie năm 1961 và một lần nữa vào tháng 11 năm 1993. Nhờ vào phong độ ấn tượng trong màu áo của AC Milan, Paris Saint-Germain và đội tuyển quốc gia. Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.